mọi người ơi, bây giờ anh đang chuẩn bị hành lý để mang đi cắm trại. Mà hai vợ chồng mà đi cắm trại sẽ là 2 ngày 1 đêm, quá chừng luôn này. Mọi người nhìn nè, đây là cái nệm nha, cái nệm hơi á, mọi người bơm hơi vô. Và đây là lều, đây tất cả lều ghế rồi, quá chừng luôn này. Mọi người nhìn nè, nói chung là nó bỏ vô không biết là cái xe mình tí nó có vừa hay không luôn á mọi người. Trời ơi, quá chừng đồ luôn, có hai vợ chồng thôi á, chưa có con có cái mà đi đi mà cỡ này nè. Mọi người biết cái này là gì không? Cái này là cái đèn mang theo á để mà quay YouTube á. Anh chuẩn bị hết luôn, mình giờ này mình mới ngủ dậy, anh nói mình ngủ đi, tại vì á mình kiểu như mình hay say xe á, nên anh để mình ngủ, giờ mình mới ngủ dậy rồi anh làm hết cho mình luôn rồi nè. Xong hết rồi, giờ chuẩn bị xong rồi. Bữa này là cái xe đẩy nè, đây là đồ ăn đây là đồ ăn mình chuẩn bị mang theo, đây là cái bếp ga, đây là cái thùng đựng đá đựng thức ăn vô á mọi người. Này có chiếc xe này rất là tiện luôn á, vì nó to, chứ còn mà đây chiếc xe nhỏ của nhà mình đây nè, nhà mình có 2 chiếc thì có chiếc xe nhỏ này nè. Này chiếc này thì không sử dụng được đâu, vì chiếc này đó, chiếc này thì không có đi chơi xe được, tại vì là nó quá nhỏ, nó nhỏ như này đi chưa kịp tới nơi là đã ngợp á, kiểu như nó mệt đó mọi người. Này hai vợ chồng mang theo đây là những cái vật dùng cá nhân của hai vợ chồng á. Đây, đây là một chai, đầu tiên là một chai rượu chai rượu này để hai vợ chồng tối uống á mọi người. Rồi đây là bộ đôi không thể thiếu, đó là máy rửa mặt, tuy là nó cồng kềnh nhưng mà phải mang theo, nhất định phải mang theo. Và máy massage mặt, máy này mát đắp mặt nạ, rồi kem đánh răng, rồi 2 cái bàn chải đánh răng, rồi cái này là anh chồng mình lại là vật không thể tùy thân này mọi người. Cái khăn, cái khăn để mà lau, lau không phải là lau người mà cái khăn bỏ vô xà bông vô chà người á, để chà người á, để khi tắm chà người á nó ra đất ra đồ á. Rồi 2 chai sữa rửa mặt, rồi cái này là khăn giấy á, mình chế nước vô để mình tẩy trang á. Rồi đây là cái đồ vuốt tóc của chồng mình, keo vuốt tóc chỗ bài bản dễ sợ. Còn này dầu gội, 2 chai dầu gội. Hành trang không thể thiếu của YouTuber của hai vợ chồng mình, đó là một đống cái đồ lĩnh ke lĩnh kỉnh này dành về máy móc để mà quay YouTube. Cái này là pin nè mọi người, pin dự phòng á, để mình gắn vô đèn. Đây là cái cạc của nó, này là nguyên một bộ. Còn cái này á là mic rời á mọi người, để khi mà ra ngoài đó gió nhiều quá thì nói chuyện nó không bị bắt gió. Rồi đây là bộ mic rời, đây là thêm một cái cục sạc nữa, sạc và cái cục pin dự phòng của dành cho camera. Và đây là cái iPad để mình mang theo mình làm việc, cục sạc của cái iPad. Nói chung là hai vợ chồng mình đi á, về dọn không á, dọn đồ không, nghĩ đến cảnh dọn đồ không là cũng muốn xỉu ngang luôn mọi người, vì nó quá nhiều luôn mọi người, nhìn thấy không? Đây lĩnh ke lĩnh kỉnh quá chừng luôn, thương chút chút chứ nó nhiều dữ lắm. Mọi người ơi, bây giờ mình đi mua thịt. Trời ơi, bò lẩu khi nào. Mọi người nhìn cái miếng thịt của nó nè mọi người. Giờ mình đang đi mua thịt, mua chuẩn bị để nướng đồ á. Đây nè, thấy đó, chưa quá. Rồi, nè mọi người, cái thịt nãy đang giảm giá nè mọi người. Mấy cái thịt nãy đang giảm giá nè, cái thịt trên thì nó không giảm giá quá chừng luôn nè, nhiều lắm. Ơ, thăng quá. Ok, thăng này nè. À, hai vợ chồng mình rất là thích ăn cái này nè mọi người. Thăn là cái lưỡi hay lưỡi bò á. Đây, hai vợ chồng mình sẽ mua lưỡi bò. Đây, mua mớ đồ ăn quá chừng luôn nè. Đây nha mọi người, bây giờ đi mang đi tính tiền ha. Có hai vợ chồng ăn mẹ gì nè mọi người thấy không quá chừng đồ ăn luôn, tại vì ăn nấu cho 3 bữa nên là mua đồ ăn hơi nhiều. Mọi người ơi, bây giờ mình đã tới nơi rồi. Ở đây rất là yên tĩnh nha mọi người. Nó gần một cái núi, và ở đây nhiều người, rất là nhiều người thuê. Và cái nhà, cái bộ phận của mình là từ ở cái gốc cây của anh chồng mình đang đứng, nó chạy dài ra tới cái gốc này, là nhà mình thuê từ từ độ đó đến độ đây. Mình mới muốn cắm trại ngay gốc này cũng được, mà mình muốn cắm trại ở đằng kia cũng được, ở dưới cái chùm cây cũng được. Nói chung là thuê dài luôn mọi người. Nó rơi vào khoảng hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu, nó tầm rơi vào khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 á. Đấy, rất là đẹp mọi người thấy không? Nó có biển, cái này là con sông nha mọi người.
nó dạng như cái hồ chứ không phải là bờ biển, rất là đẹp luôn không. Ở đây rất là nhiều người cắm trại. Bây giờ mình cùng với anh soạn đồ mang xuống. Mình đến đây bây giờ là 4 giờ chiều rồi đó mọi người. Hay y cứu nó, thấy mọi người thấy không, nhiều lắm, nhiều lắm mà mọi người kia cũng cắm nhiều lắm rồi. Bây giờ mình đem đồ xuống mà. Leo. Nè, cô leo chào cô chú đi. Leo chào cô chú đi. Leo cô chim tí. Leo vừa lơ cô chú luôn rồi. Leo giờ đi xuống đây vui quá rồi. Leo. Đây. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc lặng thầm vương lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Hey yeah, đằng sau gió vết để em có thấy và quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao giao hết vào trong hư vô càng xa ký ức đen càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết vì chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bay lâu nay bỏ lại đây. Bây giờ mình phải rửa rau á mọi người. Cái này rất là tiện nha mọi người, nhìn nè. Đó, tiện không? Bảy lần cái là được. Chia nước vô. Ở đây á, nước người ta cho mình rửa, mình tắm giặt á mọi người, được miễn phí. Nhưng mà cái từ ở chỗ cái khu của mình vô cái chỗ lấy nước nó hơi xa, nên là nó hơi bất tiện một xíu. Là nước mà mình lấy, mình múc một chai như thế này nè, mình đem ra. Mình rửa xong mình vô mình múc thêm nữa, tại cái dây nó không có nối ra tới đây. Mà rau củ bên đây thì nó sạch lắm mọi người. Kiểu như rửa sơ qua là được rồi. Wow. Hi. Mọi người ơi, anh nhà ta đeo mắt kính rất là nguy hiểm nha mọi người, nó nhọn lắm á mọi người. Tao mang đi gì vậy? Tao mang đây ghi à, tôi đeo. Nó sao thế hả nó? Anh nhà ta anh nãy giờ cắm cái trại này nè mọi người, mệt xỉu luôn rồi. Anh mệt, anh thở đó hơi, anh mặc địch quá, nay anh mặc địch quá, anh thở thịt mọi người. Nhìn thấy không, đây hai vợ chồng mình làm giờ cũng xong rồi nè, trại giờ cũng xong hết rồi nè, giờ chỉ có việc giờ mới được ăn nè, giờ mới chuẩn bị thức ăn rồi. Anh đang bơm đệm á, cái đệm này là gọi là đệm hơi. Mình chỉ cần dùng cái ống bơm này nè, mình bơm vô một cái là chút nữa nó căng lên luôn á mọi người. Đây, thanh niên đang bơm hơi. Thanh niên ơi, sao đó? Konnichiwa. Konnichiwa. Betonamugo ạ. Xin chào mọi người. Đó, nó phồng lên mọi người, thấy nó phồng lên từ từ không? Nó độ dày nó khoảng như bằng một gang tay á mọi người. Độ dày nó bằng một gang tay, độ dày cũng dữ lắm á. Biết đang nhìn gì không? Con leo, con nhìn. Rồi mọi người có muốn coi thanh niên leo không? Đây. Thanh niên leo đây. Cô chủ ơi. Thanh niên leo bây giờ bị nhốt trong này nè cô chủ ơi. Thanh niên leo răng thưa bị nhốt trong này nè cô chủ ơi. Thanh niên leo răng thưa lì lắm á cô chú. Leo răng thưa đang me mấy em bên này nè. Đang me mấy em đẹp nữa là leo em. Thanh niên leo răng thưa này rất chi là lì. Bây giờ ba đã nhốt răng leo răng thưa vô đây. À, cái đệm nè mọi người nhìn nè, nó căng lên nè. Wow, nhìn nè mọi người, nhìn nó căng lên chưa? Này nó căng lên nè. Wow, sướng lắm mọi người. Ý trời ơi, anh nằm cái thích chưa?
Kimochi. Kimochi. Đó, rất là ok luôn nha. Chút nữa nhìn ra ngoài là biển nè. Quá sướng luôn, nhất cái nách luôn. Đây nha mọi người, một bàn ăn của hai vợ chồng mình đây. Wow, toàn là thịt. Thịt không là thịt. Nè, cho mọi người xem nè. Nãy giờ chuẩn bị cũng đã xong rồi đó. Nên là bây giờ sẽ quay cho mọi người xem. Đây là con họ, con đây là con sò điệp nha mọi người. Đây là thịt người ta ướp. Đây. Cái này là mình thích ăn nhất vì cái này rất là ngon. Đấy, rất là nhiều đồ ăn luôn. Không biết hai vợ chồng có ăn hết đâu. Phải ăn hết cái bữa này. Vì là tối là mình đã có một bữa khác. Và bữa sáng là mình sẽ có một bữa khác. Mình chuẩn bị thức ăn hết trơn rồi. Và bên này á, bên này nữa là rau. Mọi người thấy không? Quá chừng đồ ăn luôn. Đi nha mọi người ơi. Đây là hai cái chén sốt nè. Mọi người nhìn nè. Đó. Hai cái chén nước sắm. Ở trong này là gồm có nước cốt chanh và nước sốt và ớt Hàn Quốc. Mời mọi người nha. Cái này chín rồi nè. Để gỡ cái này ra. Cô đây cho tao bằng nhiệt tạo. Nóng quá. Trời ơi, nóng mọi người ơi. Nóng lắm. Vô. Ở ngoài trời á, hôm nay không có lạnh mọi người. Kiểu như là bây giờ bên này nó bắt đầu chuyển cái mùa hè. Mùa hè nên là kiểu như mát mẻ lắm chứ không có bị lạnh. Nó kiểu như nó hơi se thôi, nó giống như không gian của trời Đà Lạt á. Đây, chấm với miếng đây là nước chanh á, nước cốt chanh rồi xong chấm với miếng sốt chua. これ またチーズ早いやろこれ。うん。Thế mình ăn quả đây là nấm đùi gà. Nó ngon lắm mấy người ơi. Ngon quá ha. Ủa lấy món tối chứ nó còn này. Cô xí. Hai vợ chồng mình á, kiểu như cái cảm giác mà thích đi cắm trại như thế này nè. Ra ngoài này á, thì nó kiểu như nó yên tĩnh á mọi người. Mà hai vợ chồng mình chuẩn bị cái khâu chuẩn bị đi mua cái này á, tưởng đâu đơn giản, tưởng đâu rẻ tiền, không có nha. Mắc bà thím luôn. Mình mua những cái thứ đó là gọi là những cái thứ chưa có gọi là mắc nhất á, kiểu như chưa có gọi là cao cấp, những cái chứ mà cao cấp nó hơn cả, nó đến cả 20, cần cũng phải 50 triệu là chuyện bình thường á mọi người. Vừa kể là lều trại rồi thức ăn, nói chung tư nhà mình mua khoảng tầm 20 triệu. Sò điệp chấm bỏ vô miệng. Hấp nước. Cô này ta mừng được chị tạo. Ta đâu cô đấy, ta bê tê, ta bê tê. Thịt này là cái miếng thịt, đây là thịt thịt người ta cắt ra mọi người. Cũng là thịt bò nhưng mà thịt bò cắt, hồi nãy thịt bò thì thịt bò lát. À quên nữa, mình ăn cái này mà không bỏ hành vô, không bỏ ớt là một điều thiếu sót trầm trọng, mình phải bỏ ớt vô. Đấy, bỏ dưới đây. Mọi người có nghe cái tiếng chim nó kêu không? Nó kêu chích 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 chích. Bỏ ớt vô mọi người, mình phải ăn có ớt nó mới ngon. Nó lại gần luôn á mọi người, biết cái gì không mọi người? Đây đây, mình cho mọi người xem cái con mèo để mình ăn miếng xong mình cho cái người xin em. Hồi nãy giờ mình cho cái con mèo đó tổng cộng là hai miếng thịt. Bây giờ nó tới nha, lúc đầu đứng xa mình, bây giờ đến gần mình luôn. Đây để mình cho các bạn xem. Đây mọi người có thấy nó không? Đó. Hai vợ chồng mình sẽ chơi game.
nó nữa. Tôi nhận tôi lên là cái luôn. À, sẽ có được. Tao đồ ăn chim đi ra đây hả? Mọi người ơi, bây giờ hai vợ chồng mình á ở đây á là mình phải đi tắm. Thế nên là anh đang dẫn mình đi tắm á mọi người. Đi vô đây tắm là phải mất tiền á. Biết làm sao không? Tắm một người là khoảng rơi vào khoảng 800 yên. 800 yên thì rơi vào khoảng 100 gần 200 ngàn một người tắm. Rồi chưa tính tiền. Đó, vô trong này tắm đi mọi người, như khách sạn vậy đó. Tắm ké. Vô trong này tắm ké. Ồ, xíu rồi. À, xíu rồi. Để dép, lấy dép à. Anh. Sao cậu? Như này cơ. Rồi, anh đợi mình để mình đi. Wow, mọi người ơi. Cái phòng tắm nó rất là đẹp, có dành cho có một người thôi mọi người. Kiểu như là có một mình ở trong này luôn. Nhìn nè. Cái cảm giác giờ được tắm thì nó thích lắm mọi người. Kiểu như là dơ một ngày trời dơ rồi đó, giờ sẽ được tắm. Thôi bye bye mọi người, mình đi tắm đây. Bye bye. Đây quay phòng tắm sơ sơ cho mọi người xem nha. Phòng tắm này dành cho một người. Mà 9 giờ là hết rồi đó mọi người. Bây giờ là 8, gần 8 rưỡi rồi, mình tranh thủ mình tắm chứ không. Chút nữa đang tắm nó đuổi mình ra nữa. Thôi đi. Cái giá bỏ ra cũng ô xứng đáng lắm á mọi người. Đây là chỗ tắm. Và đây là chỗ tắm tiên, gọi là ngâm bồn á mọi người. Ở bên này gọi là onsen. Tắm như thế này gọi là onsen. Này wow, rất là rộng rãi luôn. Nói chung là chắc nếu mà có nhiều người vô tắm chung thì là cũng được luôn á. Tại vì ở đây có rất là nhiều ghế luôn nè. Nhưng mà bây giờ là chỉ có một mình thôi. Tại vì người ta đi cắm trại ít khi nào người ta tắm lắm trời. Ủa đúng luôn á, chồng mình anh nói không thấy ai tắm luôn, có mình anh tắm luôn bên phòng của anh cũng vậy. Trời ơi, vậy ta sao ta, chắc là để vậy luôn quá. Cho mọi người xem ban đêm ở đây nha. Ban đêm ở đây người ta đốt lửa, đốt đồ rất là vui luôn á mọi người. Nhìn cái lều nào cũng có lửa nè. Lều nào họ cũng đốt lửa nè. Nhìn kiểu nó ấm cúng vui lắm luôn á. Đó. Nhìn vừa đẹp vừa vui nữa chứ. Đó, thấy chưa? Mọi người có thấy không? Ánh đèn. Này, nhìn ở dưới này mới thấy ánh đèn nè. Đó, thấy chưa? Khi màn đêm buông xuống thì nơi nơi chỗ chỗ là tắt đèn. Nhưng ở bên này á, là kiểu như nhà ai người đó chơi á mọi người. Chứ người ta không có chơi chung với nhau. Đó, thấy không? Sáng, ánh sáng chiếu vô nhìn vui quá ha. Có mỗi hai vợ chồng mình à. Nhiều lúc cũng thấy buồn buồn nhưng mà cũng thấy lãng mạn. Tại vì có hai vợ chồng thì không có thể mà nhậu nhẹt như người ta được. Đó, thấy nhà người ta nhậu nhẹt quá chừng đông người. Có mỗi hai vợ chồng mình hả? Đây. Bây giờ mình chuẩn bị tẩy trang để chuẩn bị đi ngủ á mọi người. Tẩy trang nó ra hết bụi bẩn xong rồi cái mình đi rửa mặt xong là mình đi ngủ. Mà không chừng chút nó đói bụng nó là dậy ăn nữa đó mọi người. Nhưng mà ở đây điện người ta bắt là phải tắt điện sớm. Cũng hơi buồn cái là người ta bảo là tại vì ở đây là hầu như là ai cũng phải 10 giờ là phải tắt điện á. Mà bây giờ là 10 giờ á. Phải để cho điện sáng sáng xíu cũng vui ha. Bắt gì mà tắt sớm quá à. Rồi, mình bỏ tôm vô nha mọi người. Tôm. Điện xin mình. Rồi, xin bố yên. Cây rồi, xin bố. Dù xin bố, ông ấy đến để tụng mọi người. Không bố. Rồi, ok. Rồi, bỏ thêm giá đổ vô. Là một nồi mì. Anh cái mì này á mọi người, mà có cái mì Hảo Hảo ở Việt Nam mình là phải là ngon ngon tuyệt vời luôn á.
cho màu mè, hoa lá hẹ. Làm gì làm chứ không quên cái nước chấm, cái chén nước chấm của mình. Muối chấm hải sản. Rồi mời mọi người nha. Trời ơi, ngồi ở trong cái lều mà đang nóng nữa, đang lạnh lạnh ở ngoài xe xe nữa. Ngon lắm mọi người. Tôm nè, ăn thử con tôm. Oxy nào. Tự nhiên ăn cái kiểu này cảm giác ngon hơn hẳn mọi người, hơn hẳn bình thường. Ăn kèm giá tôm đồ này kia, cái mùi nó bốc lên cái mì này thì nó kiểu như nó ăn cái vị á, cái vị nó giống như, nó giống như kiểu mì gì ta, nó giống như mì ba miền mà không có vị, không có gia vị á mọi người, không có gì cay á, giống gì á. Ăn mà rút húp rột rột như cái phòng, cái chài bên cạnh nó vừa ăn xong nó cũng thèm nữa mọi người. Húp quá húp đi. Ở đây á, mà đi cắm trại như thế này á là phải kiểu như có sở thích đó mọi người. Chứ còn mà đi mà không có sở thích á, mâu nản á. Như hai vợ chồng mình thì có cái sở thích đi như này, nên là cảm giác đi như này thấy nó vui. Vô ăn xong mà mặc dù là kiểu như cái gì nó cũng nhỏ bé hết trơn á, nhưng mà cảm giác có hai vợ chồng ấm cúng, cái hạnh phúc nữa, lãng mạn á. Nếu bị quá nói đi đi hả tại vì số đêm mama tại vì rồi nói đi các cô sang hả ăn nãy giờ gần xong rồi mọi người, nồi gần xong rồi thôi. Đây các cô chú ơi, leo leo mệt quá cô chú nhìn nè cô chú ơi, kiểu như là leo về bây giờ là trên xe về nhà mà leo á thì hồi tối qua giờ nó không có ngủ mọi người. Ở đó nó nghe tiếng dạng như tiếng con chim kêu rồi con mèo nó kêu á, anh sợ đâu có ngủ đâu, cái đâm ra bây giờ anh mệt quá, anh sùi đơ gì luôn rồi, giờ có làm cái gì cũng sùi đơ anh luôn rồi. Anh nói trời ơi, tưởng đâu đi chơi vui vẻ ai ngờ chán quá mẹ nhân ơi, vừa giờ về nhà mà cũng chán quá. Đây anh chồng mình đây, tê đố mi tế đó. Cái mặt tê đố cắm bươm bơi cây cửa. Cũng buồn ngủ luôn rồi mọi người. Kiểu là hai vợ chồng thiếu ngủ á, giờ về nhà soạn hết đóng đồ sau lưng là đi ngủ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm, là leo răng thưa đây, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của hai vợ chồng mình. Chưa ấn theo dõi kênh nhớ ấn theo dõi kênh ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Cảm ơn, bye bye. Tại đâu bye bye chứ tế. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.